Xin là kính chào quý bà con, quý thực việc bạn đang xem kênh thì sáng sớm hôm nay là thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình điểm thất thái vào buổi sáng hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý thực việc bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình điểm thất thái thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Nếu mà con quý bác anh chị đã có xem kênh, có quan tâm đến giá bích hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý vị các bạn, thì tình hình bích thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá cũng đang có biến động nhẹ. Giá bích hôm nay thì có chiều hướng là đang nhích nhẹ sau Noel. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang kem đến dao động từ 15 đến 16 ngàn, kem gì là 7 ngàn, giao đất kem 3 dao động từ 6 ngàn. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với giá đồng từ 3 ngàn. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An kem lớn giao động từ 16 đến 17 ngàn, kem gì là 8 ngàn, dùng đất kem 3 giao động từ 7 ngàn. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với giá đồng từ 3 ngàn đến 4 ngàn tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Còn ở khu vực Tiền Giang hiện nay, ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mức kem lớn dao động từ 17.000 đến 18.000, kem nhì là 9.000, và kem ba dao động từ 7 đến 8.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang ra mua chợ dao động từ 3.000 đến 4.000 một ký tại khu vực Tiền Giang. Còn ở khu vực miền Đông, hiện nay như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mức kem lớn dao động từ 9 đến 10 ngàn, cái gì là 6 ngàn, những trang 3 dao động từ 4 ngàn. Chợ hiện nay tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ những cái động từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng ký tại khu vực miền Đông. Thì nó chợ dao động từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng ký. Còn ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mức kem lớn dao động từ 8 ngàn, cái gì là 5 ngàn, những mức trang 3 dao động từ 3 ngàn. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ những cái động từ 2.000 tại khu vực Tây Nguyên. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và luôn thành công.